Thanh Tùng hàng bãi xin kính chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em lại làm video gửi đến các bác 5 cặp loa. Đầu tiên là một cặp Diatone và tiếp là cũng là Diatone ạ. Và tiếp là một cặp Victor S755, rất là gấu luôn ạ, bass 40, rất là đẹp. Và tiếp là một cặp Sony. Tiếp nữa là cặp Diatone và trong đó có 4 con âm ly đẹp xuất sắc, tình trạng rất là tốt ạ. Mặt mũi không có bị chảy xước, bao cho các bác chạy hoạt động bình thường ạ. Và một con súp SVK1000 của Yamaha, rất là gấu. Đầu tiên em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm. Và trước khi đi vào chi tiết từng sản phẩm thì các bác cùng ngắm lên tấm biển của em Tùng Audio. Hãy cho em Tùng một nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những video mới nhất ở bên em. Và tiếp em xin giới thiệu với các bác cặp Diatone, màu đen của nó là DS211, rất là đẹp luôn ạ. Gông kiềng thì nó chỉ bị gọi là cũ theo năm tháng rồi đấy ạ. Khi các bác chốt thì em sẽ lau chùi sạch sẽ, sáng choang cho các bác ạ. Bát 23, xương nhôm đúc và một tuyến tép trung đôm và một tuyến tép đôm, một vi tinh chỉnh cho giải cao đấy ạ. Rất là gấu luôn. Cồn tử rất là dã man rồi đấy ạ, rất là gấu đấy ạ. Loa được nặng một lớp xi màu nâu vân gỗ. Chiều cao của loa là 47cm, rộng 25 và sâu cả ê căng là 26cm ạ. Rất là đẹp luôn. Góc cạnh thì không có bể nở sứt sẹo gì. Các bác cùng ngắm ạ. Tuyến đỉnh và tuyến hông rất là đẹp. Thì gông kiềng thì nó chỉ cũ theo 5 tháng thôi, không ảnh hưởng gì ạ. Và tuyến hậu ạ, các bác ngắm xem ạ, không có bị chảy xước một vết nào ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp, rất là đẹp luôn ạ. Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì ạ. Và em quay lại báo thông số, báo giá cho các bác cặp loa Diatone, màu đen của nó là Diatone DS211, giải tần từ 45 đến 30.000 Hz, trở kháng 6 ohm, công suất đầu vào là 20W, công suất max là 60W ạ. Có rep ride trái phải ạ. Và các bác cùng ngắm lại loa, em báo giá cho các bác. Cặp loa Diatone DS211 là bên em đang bán là 3.300.000 ạ. Và tiếp là một cặp Sony, rất là đẹp luôn ạ. Màu đen của nó là Sony 7050. Các bác nhìn bát ạ, còn rất là tươi mới luôn đấy ạ. Và một tuyến tép đôm, một vi tinh chỉnh cho giải cao và một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6cm thở về phía đằng trước đấy ạ. Loa được nặng một lớp xi màu vàng vân gỗ ạ, rất là đẹp. Tuyến đỉnh của loa thì không có bề nở sứt sẹo gì ạ. Chiều cao của loa là 57cm, nhận rộng 33cm và sâu cả ê căng là 27cm ạ. Rất là đẹp luôn. Và em quay tuyến hông của cả cặp cho các bác. Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì ạ. Còn rất là đẹp luôn. Và em quay tiếp tuyến hậu. Các bác cùng ngắm ạ. Rất là đẹp luôn. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Vần vèo rất là đẹp. Và em quay lại báo thông số, báo giá cho các bác cặp loa. Màu đen của nó là Sony S7050, trở kháng 6 ohm, công suất max là 50W ạ. Rất là đẹp. Và giá rất là yêu thương luôn đấy ạ. Các bác cùng ngắm lại loa và em báo giá cho cặp loa Sony 7050, bên em đang bán là 2.000.000 ạ. Rất là mềm luôn ạ. Và các bác xem video, hãy cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những video mới nhất bên em. Và tiếp em xin giới thiệu một cặp loa Victor, rất là gấu luôn, bass 40, màng giấy, gân mút và một tuyến trung đồng trục ạ, 20 ạ, và một tuyến tép đôm đấy ạ. Bass cũng màng giấy, gân mút ạ, tuyến trung trầm thì 20cm đấy ạ. Và một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6cm thở về phía đằng trước, có một vi tinh chỉnh cho giải cao đấy ạ.
Loa được nặng một lớp xi màu nâu vân gỗ, hai hông thì là cũng lớp xi màu vàng vân gỗ ạ. Rất là đẹp luôn. Chiều cao của loa là 81 cm, rộng 48 cm và sâu cả cái căng là 40 cm ạ. Các bác cùng ngắm lại loa ạ. Rất là đẹp luôn, màng giấy gân mút và một tuyến trung trầm cực gấu luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của loa, các bác cùng ngắm ạ, vần vèo rất là đẹp ạ, đều tăm tắp luôn, vuông thành sắc cạnh. Và em quay tiếp tuyến hậu, các bác cùng ngắm ạ, chưa có bị rôm rỉ gì luôn đấy ạ, rất là đẹp. Và em quay tiếp tuyến hông của cá cảm, các bác cùng ngắm ạ, rất là tươi. Và em quay lại báo thông số báo giá cho các bác cặp loa model của nó là Victor S755, trở kháng 6 ohm, công suất là 80W, độ nhạy là đến 30-20.000 Hz đấy ạ. Các bác cùng ngắm lại loa và em báo giá cho các cặp loa Victor S755, bên em đang bán là 15 triệu ạ. Rất là đẹp, bát 40 rất là gấu luôn đấy ạ. Và tiếp em xin giới thiệu với các bác là một cặp Diatone DS28B ạ. Gồng kiềng thì cũng gọi là cũ theo năm tháng rồi ạ. Em chưa lau dọn sạch sẽ. Được sở hữu một bát 25 màng giấy gân vải nõm tẩm dầu, rất là đẹp luôn, còn nguyên zin đấy ạ. Và một tuyến trung và một tuyến tép đôm, hai vi tinh chỉnh cho giải cao. Loa được nặng một lớp gỗ ạ, rất là đẹp, màu vàng. Chiều cao của loa là 61 cm, rộng 35 cm và sâu cả ê căng là 27 cm ạ. Em quay tiếng hông của cả cặp cho các bác cùng chiêm ngưỡng ạ. Vần vèo rất là đều luôn. Và em quay tiếp tuyến hậu của cả cặp, rất là đẹp ạ, vẫn còn tươi lắm ạ. Và em quay tiếp tuyến hông, các bác cùng ngắm ạ, vần vèo rất là ác luôn đấy ạ. Và em quay lại báo thông số báo giá cho các bác. Model của nó là Diatone DS28B, giải tần từ 40-20.000 Hz, trở kháng 8 ohm, công suất max là 50W ạ. Rất là đẹp. Và các bác cùng ngắm lại loa và em báo giá cho cặp loa Diatone 28B, bên em đang bán là 3.500.000 ạ. Giá rất là yêu thương, rất là mềm luôn đấy ạ. Và tiếp em xin giới thiệu với các bác là một cặp Diatone, màu đen của nó là DS261 ạ. Rất là đẹp. Bát 25 màng giấy gân vải mút, gân vải nõm tẩm dầu ạ, và một tuyến trung tầm khoảng 5 cm đấy ạ, và một tuyến tép đôm, một vi tinh chỉnh cho giải cao ạ. Loa thì rất là đẹp ạ. Và tuyến loa được nặng một lớp gỗ đấy ạ. Chiều cao của loa là 56 cm, rộng 32 cm và sâu cả cái căng là 26 cm ạ. Em vẫn quay chi tiết từng sản phẩm cho các bác, từ tuyến hông cho đến tuyến đỉnh. Tuyến hông rất là đẹp luôn, không có bể nở sứt sẹo gì ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu của cả cặp, các bác cùng ngắm ạ, rất là đẹp ạ, tem cờ đầy đủ luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông và báo thông số báo giá cho các bác. Tuyến hông của loa rất là đẹp luôn. Và em quay lại báo thông số báo giá cho các bác cặp loa Diatone, model của nó là Diatone DS261, giải tần từ 40-25.000 Hz, trở kháng 6 ohm, công suất max là 60W ạ. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Và các bác cùng ngắm lại loa và em báo giá cho cặp loa Diatone DS261, bên em đang bán là 3 triệu ạ. Giá rất là yêu thương luôn đấy ạ. Và tiếp em xin giới thiệu với các bác 4 con âm ly rất là đáng chơi. Một đầu tiên là một con Marang ạ,
mà răng có A và B và đánh cho cả A và B ạ. Có nâu nớt ạ. À, xin lỗi ạ, con này không có nâu nớt ạ. Chỉ cho đánh cho A và B ạ. Mặt mũi rất là đẹp, không có bị chảy xước một vết nào luôn ạ. Và tiếp là một con đờn ông ạ. Em quay rồi em sẽ báo thông số sau ạ. Tại vì đằng sau nó hơi tối. Đờn ông ạ. Đánh cho A và B và A cộng B ạ. Có nâu nớt ạ, nâu nớt chỉnh trên máy ạ. Rất là đẹp luôn. Mặt nhôm phay xước rất là đẹp, sáng choang. Cuối và là một con Victor ạ. Màu đen của nó là AXS5 ạ. Rất là đẹp luôn, mặt đen. Có nâu nớt chỉnh trên máy ạ. Có A và B và A cộng B luôn đấy ạ. Và tiếp là một con đờ nông. Đến từ màu đen của nó là PMA1090G ạ. Rất là đẹp. Có A và B và A cộng B luôn đấy ạ. Đánh cho A và B luôn ạ. Có nâu nớt chỉnh trên máy ạ. Và tiếp là một con súp Yamaha. Màu đen của nó là SVK1000. Được nặng một lớp gỗ rất là đẹp luôn ạ. Gỗ tự nhiên đấy ạ. Một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 8cm thở về phía đằng trước ạ. Bát 30/30 đấy ạ. Chiều cao của loa là 46cm, rộng 58cm và sâu cả hệ căng là 45cm ạ. Các bác cùng ấm lại và em báo thông số cho con súp SVK1000. Thông số của Yamaha SVK1000 điện 100V, công suất là 100W ạ. Rất là gấu luôn đấy ạ. Có volume ở phía đằng trước ạ. Và tiếp là một con đờn nông. Màu đen của nó là 1090G ạ. Công suất là 250W, điện 100V ạ. Có A và B đấy ạ. A và B và đánh cho cả A và B đấy ạ. Đánh cho từ 6 đến 16 ohm, A cộng B từ 12 đến 16 ohm ạ. A riêng biệt và B riêng biệt là 6 đến 16 ohm, A cộng B là từ 12 đến 16 ohm ạ. Và em quay lại. Tiếp là con Marang ạ, màu đen của nó là PM50, điện 100V, công suất là 180W ạ. Đây ạ, đánh cho A là 4 đến 16 và B cũng 4 đến 16 ạ, mà A cộng B đánh từ 8 đến 16 ohm ạ. Rất là dễ ghép ạ. Tiếp là một con đờn nông. Điện vào là 100V, công suất là 185W ạ. Rất là gấu ạ. Cũng đánh cho cả A và B đấy ạ. A là công suất là 8 ohm ạ. Đánh cho 8 ohm ạ. Không thấy ghi B cũng là 8 ohm luôn đấy ạ. Không thấy ghi A cộng B là bao nhiêu ohm đâu ạ. Các bác tham khảo ạ. Và tiếp là một con Victor AUX-S5, điện là 100V, công suất là 185W ạ. Có A cộng B đấy ạ. A là 6 đến 16 ohm và B là 6 đến 16 ohm. A cộng B là 12 đến 16 ohm ạ. Và em quay lại báo giá chi tiết từng sản phẩm cho các bác ạ. Đầu tiên là con Marang. Bên em đang bán giá rất là yêu thương là 2 triệu ạ. Và tiếp là một con đờn nông là bên em đang bán là 6 triệu, màu đen của nó là PMA700Z ạ. Rất là đẹp ạ. Mặt nhôm phay xước rất là sáng ạ. Không có một vết chảy xước gì đâu ạ. Tiếp là một con Victor, màu đen của nó là AXS5. Bên em đang bán là 3 triệu 500 ạ. Rất là đẹp ạ. Đang hoạt động bình thường ạ. Và tiếp
một con đờn nông, model của nó là BMA1090G, bên em đang bán là 13.500.000, mặt nhôm phay xước hai hồi gỗ ạ, rất là đẹp luôn ạ, bảo cho các bác đang hoạt động bình thường. Và một con súp Yamaha SVK1000, bên em đang bán là 13.500.000 ạ. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào xin hãy liên hệ cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và đến đây em xin tạm dừng video. Xin chào và các bác ạ.